bị thương nhẹ. Và ở trong đây nó sẽ giữ lại mùi của các bạn thú cho nên. Hello. Bây giờ mọi người mình sẽ quan sát một số hành vi của các bạn này nha. Bây giờ thì các bé cái con nó mập ú như heo á. Các bạn này nó sẽ nhận được. Đi rửa. Bây giờ ngồi cho ăn. Thú vị này nó ăn luôn, nó không thèm rửa luôn anh. À. Mày nó ăn thì đó với những nó thấy nó quay như con heo à. Rửa thôi, còn mềm quá như là những cái bánh cookie. Ăn ngon. Chiên đi. Đánh đuổi mình đi khỏi cái lãnh thổ của các bạn. Mình có coi phim vui của đó là mình có thể thấy đây là các bạn Timon nha. Các bạn hãy cười lên lưng của một chú heo rừng. Có hai cái bộ móng vuốt đó là dài. Thì hai cái bộ móng vuốt này thuận tiện cho việc xì cái tay ra. Anh bóc cho con miếng anh. Nam bỏ đây đi cho Timon tới. Mình có thể đổ vào những cái máy ăn của các bạn nha. Mình sẽ cho tới đầu khu vực. Với khu vực này đó là nhà của các bạn chuột tuổi Calabi. Thì thông thường con kangaroo ăn cỏ đi. Kangaroo ăn cỏ đi.